quay vườn anh Tuấn đây. Thạch Thất. Cuộc đời. Đầu tiên kỳ cây mình thích cả đó. Cây mình thích mà lại chưa giao lưu. Cái móng này thì ghê rồi. Này mà anh em lên chỗ nhà Tuấn Đặng Hữu Bằng Thạch Thất chơi xem cái cây như cây từ phôi đến cây hoàn thiện rất là khổ. Ai cái phôi mà tôi thích nhất ở đây, phôi điền, giá của nó thì cao lắm, như thế này tầm 25 triệu. Không thằng nó quay nhưng thằng mình bán hết luôn, thằng kia nó bé tí to lấy bạn lát một cánh này. Con to này mình để hôm nay mấy thằng quả đấy. Chúng này cây lạnh nè. Xe để đây bốn mươi rồi. À, thùng ấy. Kia là để qua đêm không bao giờ vấn đề. À, bỏ xe của tôi đi nhá. À, xe của tôi. À, xe của tôi. Để qua đêm đấy, bây giờ đi thi đấu thì có giải đấy. Ôi, nhiều nó phải một cặp, phải một ba lô. Bây giờ em cho ra đấy hơn trăm cái kia. Đây này. À. Bên trong. Cứ vào khu vực này nữa thì cây nhà một cây chuẩn có đây rồi. Nó khang thì còn đầu lông xương chéo trắng. Nó khang thì còn cục kịch. Anh Tuấn ở chỗ nào đây anh ơi? Từ chỗ Ba La đi xuống hơn chục cây rồi, đi đường cũ rồi, bây giờ đi anh từ đường đây đi đường xe cũng lắm, đi đường mà từ cái chỗ mà Sa La rồi đấy, xong rồi anh đi từ đấy đi vòng ra đến chỗ T16 mà chạy ra tạm ra đường công an mà đường ngày xưa có đồng chí gì mà đợt vừa rồi hai ông vượt ngục ở tình ở khu vực nào đấy đấy. Còn nếu từ Ba La mà đi theo đường cũ quốc lộ 21B cũ mà đi Từ Hương cũ ngày xưa ấy, thì là từ đấy đi về đây 12 cây. Ngay là nhà ở ngay ở đằng sau nhà đằng biên Cư Bài ấy. Ông bà vẫn đang ở đấy, bố anh vẫn ở đấy, đưa anh đi đâu mình cư ở chỗ TC. Thế nên mới lại chỉ có chơi đi thôi chứ không có. Cái lúc đấy nó nhỏ không chơi được là tất cả đồng bản cái tí này Bán tấn 35 triệu rồi. Cây quê rồi. Bán ơi, tao biết. Nó già mà nó như nó. Dạ. Còn lâu mới được thì phần này. Đây, này hơn trăm. Hơn trăm năm điểm. Khả năng lát nữa có anh với các bạn em ấy đến mình lên qua mà nó xem nhà thì đây con điền quả này thì chậm, điền quả này thì không phải giá đâu, kinh khủng quá, kinh khủng. Chung là tôi sẽ không bàn nhiều đâu các bác, không nói nhiều như các ông Đỗ Sinh hay là các ông Kinh Nguyễn gì đâu, bác từ nhìn từ cảm nhận đấy. Nó con sân quê rất đẹp, ôi sân quê rất đẹp. Trên sân thượng nó nhé. Đấy, các bác nhìn. Điền. Đấy, cái lều rất là mát đây để ngồi uống nước tắm cây. Phôi này rất hay mà không ra được, phôi rất hay. Đấy. Đấy. Phôi điền rất hay. Tí nữa phải dài góc đấy. Thừa, không có lối mà đi nữa. Phải đi chui như này. kia muốn xem con kia kìa, nhưng mà không rút ra được. Triệu này. Cái 7 triệu thôi. Đâu? Con kia. Con gì Lâm thì dưới của nó chứ phải lừa đâu. 7 triệu. Đây. Bò bò. Quê thiên nhiên này. Đây, ở dưới còn rất nhiều. Vâng. Yên tập là khỏi nhiều. Tại vì hôm trước xem là ma hôm quang này đau lâu quá. Thằng này nó bắt nhiều bao của con. Con này sẽ chết rồi này. Con này sẽ đến này chết rồi bắt buồn. Mà không chạy cho mình. Ông ơi lọ mình cũng không lời rồi. Nên gọi cái con cho người đàng hoàng để ăn được làm. Con ta tâm do. Thế mà đi làm phải cẩn thận rồi. Đấy là ngoài vụ đánh nhau vẫn bẻ cái gì. Đấy, nó xe sướng lắm. Nó săn cái tăng ở trong cái ngoài này đánh nó. Xem lại cây này. Bảo tôi ăn cái bảng thư bảng gót cái này. Nó về nguyên. Đem một thằng người thường là thích của nó cho miệng. Mặc một chút cái chó. Mấy trăm. Mà mình được cái này. Móc ra tiền. Cái này tôi đi bố bạn thế. Trong 12 năm mình cũng tầm 2 rồi. Mới hút lại về. Đêm mấy năm mình cũng như về mà. Cơm xong rồi cho bà chạy đèo. Cái mới hút lại về. Nó con 8 rồi. Xong đấy thì lại chỉ vào đời tôi nhận. Đấy có cái tạm. Đấy có cây gửi cho tôi. Hãy subscribe cho kênh N2T Bonsai. lại cho nó bỏ. Bây giờ mua tiền 3-4 triệu, bây giờ là 5 triệu. Tính nhau. Xem nào có mấy quyển có mỗi